Hello, ta chào khỏ, xin chào các bạn, mình là Vân Anh. Hôm nay chúng ta cùng nhau học tiếng Trung cùng Nhất Thiền qua video 小时候, hồi nhỏ, và chúng ta cùng nhau học nha. 小时候真好 小时候真好 小时候, hồi nhỏ, 真好, thật tốt 小时候真好 8-9点就上床睡觉 一觉睡到天亮 8-9点就上床睡觉 一觉睡到天亮 8-9点, 8-9 giờ, chiêu sang choáng, liền lên giường, suy chào, đi ngủ, ý chào, vừa ngủ, suy tạo, ngủ đến, thiên liang, khi trời sáng, ý chào, suy tạo thiên liang, ngủ liền một giấc đến khi trời sáng, 8-9点, chiêu sang choáng, suy chào, ý chào, suy tạo thiên liang. Mấy ơ mộng, mấy ơ chấu chạng, mấy ơ sáng nhiên đờ rần. Mấy ơ mộng, mấy ơ chấu chạng, mấy yếu sáng niên tợ rấn. Mấy yếu ưa mộng, không có ác mộng. Mấy yếu trấu trang, không có phiền muộn. Mấy yếu không có sáng niên tợ rấn. Rấn, người, sáng niên, nhớ nhung. Mấy yếu ưa mộng, mấy yếu trấu trang. Mấy yếu sáng niên tợ rấn. Yếu mấy yếu thẳng trở thẳng trở. Chiều tiêu xa lại tợ lệ. Yếu mấy yếu thẳng trở, chiều tiêu xa lại tợ lệ. Yếu mấy yếu cũng không có. Thẳng trợ, chiêu tiêu xa lái tận lệ. Đây là cụm danh từ, mình dịch lệ trước, nước mắt. Thẳng trợ là cấu trúc động từ cộng trợ, cộng động từ cộng trợ, biểu thị đang làm gì đó thì. Chiêu tiêu xa lái, liền rơi xuống. Yế mê yếu thẳng trợ, chiêu tiêu xa lái tận lệ. Xào sở hô chân sả, chinh rán, hàn trở trọng đà. Xào sở hô chân sả, 竟然盼着长大 小时候, hồi nhỏ, 真傻, thật ngốc 竟然, vậy mà lại 盼着, mong, 长大, lớn lên 小时候真傻, 竟然盼着长大 师父说过, 生活一定是要把压轴的好运留给你 师父说过, 生活一定是要把压轴的好运留给你 师父说过, 师父 từng nói sống hóa, cuộc sống, ý tinh sự, nhất định là yào bả yá châu đờ hảo yùn liều kế nỉ. Trong câu chữ bả, mình sẽ dịch động từ trước. Liều kế nỉ, để lại cho bạn. Yá châu, áp chót, hảo yùn, may mắn. Bả yá châu đờ hảo yùn liều kế nỉ, để lại may mắn áp chót cho bạn. Sư phụ sô quộ, sống hóa, ý tinh sự yào bả yá châu đờ hảo yùn liều kế nỉ. Thái hồi hiện tại, rằng nỉ kinh lý y đoạn zao gao đờ rư zi. 才会现在让你经历一段糟糕的日子。才会现在, thì bây giờ mới, 让你经历, để cho bạn trải qua, 一段糟糕的日子, 一段日子, một khoảng thời gian, 糟糕, tồi tệ. 才会现在让你经历一段糟糕的日子。上天不会无缘无故做出莫名其妙的决定。 上天不会无缘无故做出莫名其妙的决定 上天, ông trời, 不会, sẽ không, 无缘无故, vô duyên vô cớ 做出, 决定, đưa ra quyết định 莫名其妙, không hiểu ra sao cả 上天不会无缘无故做出莫名其妙的决定 他会让你放弃和等待 是为了给你最好的东西 他会让你放弃和等待是为了给你最好的东西 他会让你, ông trời để bạn 放弃, từ bỏ 和等待, và chờ đợi 是为了, là vì để 给你, cho bạn 最好的东西, thứ tốt nhất 他会让你放弃和等待 是为了给你最好的东西 相信我, 前方有路, 未来可期 相信我, 前方有路, 未来可期 相信我, hãy tin tưởng tôi 前方, phía trước 有路, có đường 未来, tương lai 可期, đáng để mong chờ 相信我, 前方有路, 未来可期 越简单越快乐 越努力, 越幸运 越简单越快乐 越努力, 越幸运 越, 越 càng càng, yue jian dan, càng đơn giản, yue kuai le, càng vui vẻ, yue nu li, càng nỗ lực, yue xing yun,
càng may mắn. Yue jiàn dān yue kuài le, yue nǔ lì yue xīng yùn. Zuì shú fù de guān xì bù shì suǐ jiào suǐ dào, mèi tiān dou liǎo. Zuì shú fù de guān xì bù shì suǐ jiào suǐ dào, mèi tiān dou liǎo. Zuì shú fù de guān xì mǐ jiè zì guān xì zhe guān hè, zuì shú fù thuài mái nhất, bù shì không phải là suǐ jiào suǐ dào. Lúc nào gọi cũng đến. Mèi tiān dou liǎo, mỗi ngày đều nói chuyện. Zuì shú fù de guān xì bù shì suǐ jiào suǐ dào, mèi tiān dou liǎo. 而是我发了消息，你看到了自然会回复。而是我发了消息，你看到了自然会回复。而是嘛啦，我发了消息，都给丁人，你看到了，把你的作为自然、tự nhiên hay át会回复 sẽ trả lời。而是我发了消息，你看到了自然会回复。然后两人零零碎碎、断断续续聊一整天。然后两人零零碎碎、断断续续聊一整天。然后 sau đó, 两人 hai người, 零零碎碎 là vặt vãnh hay vụn vặt, 断断续续 ngắt quãng không liên tục, 聊一整天 nói cả một ngày. 零零碎碎、断断续续聊一整天 mình sẽ dịch là ngắt quãng nói chuyện vặt vãnh cả ngày.然后两人零零碎碎、断断续续聊一整天。没看到没回复的话，我也不会胡乱猜忌。没看到没回复的话，我也不会胡乱猜忌。没看到后面thấy没回复的话 lời chưa đáp, 我也不会 tôi cũng sẽ không 胡乱猜忌、猜忌、suy đoán、胡乱、lung tung. 没看到没回复的话。我也不会胡乱猜忌，你也不会因为没有及时回复而感到抱歉。你也不会因为没有及时回复而感到抱歉。你也不会 bạn cũng không, 因为 而 vì cái gì đó mà, 没有 không, 及时 kịp thời, 回复 trả lời, 而感到抱歉 mà cảm thấy có lỗi. 你也不会因为没有及时回复而感到抱歉。彼此信任，彼此牵挂，这样就挺好。彼此信任，彼此牵挂，这样就挺好。彼此 đôi bên 信任 tin tưởng, 彼此牵挂 đôi bên bận tâm, 这样như vậy 就挺好, thì rất tốt. 彼此信任，彼此牵挂，这样就挺好。Sau đây mình cùng nhau xem lại toàn bộ đoạn video này nha.小时候真好，八九点就上床睡觉，一觉睡到天亮，没有噩梦，没有惆怅，没有想念的人，也没有躺着躺着就掉下来的泪。唉，小时候真傻，竟然盼着长大。最舒服的关系不是随叫随到，每天都聊，而是我发了消息，你看到了自然会回复，然后两人零零碎碎、断断续续聊一整天。没看到没回复的话，我也不会胡乱猜忌，你也不会因为没有及时回复而感到抱歉。彼此信任，彼此牵挂，这样就挺好。Và như vậy chúng ta vừa cùng nhau học tiếng Trung cùng Nhất Thiền qua video Xiao Shi Hou, Hồi Nhỏ. Hy vọng video này đã mang lại một số kiến thức hữu ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Trung. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. 今天就到这吧, 谢谢大家, 再见.